Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Tùng Anh Shop, chuyên điện thoại iPhone cũ giá rẻ. Thì hiện nay dịch bệnh đang rất là khó đoán nên mọi người hạn chế ra ngoài, ở nhà xem phim, chơi game thôi. Nên là nếu mà mọi người có nhu cầu mua điện thoại thì hãy liên hệ với Tùng Anh để đặt mua những chiếc iPhone cũ giá rẻ nhé. Thì hiện nay trên shop của Tùng Anh thì là rất là sẵn những loại máy như là 7P Lock này, nhưng mà hiện tại bên shop là chỉ còn màn lô thôi. Nhưng mà màn lô này thì Tùng Anh sẽ bán với giá chỉ là 3,1 triệu, rất là rẻ. Đây là giá bỏ màn rồi nhé, mọi người mua về chơi game lướt web rất là thoải mái, đảm bảo cam kết zin cho mọi người. Nên là mọi người chỉ việc lên đơn mua về thôi và lắp sim dùng, đã fix sẵn rồi, chỉ việc lắp sim vào là dùng như quốc tế, không khác gì một máy quốc tế luôn, không reset dòng 2, là mọi người chỉ việc lắp sim vào dùng thôi. Tùng Anh đã switch cho mọi người rồi. Còn bên cạnh đấy là có cả 6S này, rất là mới, đẹp keng luôn, và giá chỉ có 2,350,000. 6S, đây là 6S Lock, 6S Lock này chỉ có 1,850,000 thôi, vỏ rất là đẹp, vỏ xấu chỉ là 1,750,000, cũng lắp sim mà dùng như quốc tế luôn, mọi người chỉ việc lắp sim mà dùng thôi. Mọi người chỉ kích hoạt lên lắp sim vào là dùng. Đây Tùng Anh đã fix hết sẵn cho mọi người rồi. Bên cạnh đấy thì có 7G, cũng là Lock luôn. 7G Lock này giá ngang 6S quốc tế, chỉ có 2,350,000 thôi, cũng cam kết là zin cho mọi người, chỉ việc lắp sim vào là dùng, chơi game lướt web vào mùa dịch này rất là tốt. Pin cam kết, nếu mọi người muốn Tùng Anh thay pin thì Tùng Anh có thể thay pin luôn cho mọi người. Hôm nay thì kiểm tra còn sót lại một chiếc 5C nhé. 5C này, 5C này là sót lại là 16GB. Nên là mọi người Tùng Anh chỉ bán cho chỉ để nghe gọi thôi. Full chức năng, chụp ảnh, quay phim, lướt web. Tùng Anh bán với giá là 300,000 nhé. Bạn nào nhanh tay thì sẽ mua được. Hình thức nó hơi xấu nhưng mà chỉ nghe gọi pin rất là trâu luôn. Mượt mà còn khá nét. Cái này chỉ còn sót lại đúng một cây thôi, chỉ có một cây duy nhất thôi ạ. Còn đây là 6S, còn đây là 6 Plus. 6 Plus này là 64GB. Tùng Anh, bên shop Tùng Anh là đang bán với cái giá là 2,3 triệu. Đây là hàng quốc tế các bạn nhé, đây là hàng quốc tế. Hàng quốc tế này thì hình thức là phẩy nhỡ và đẹp. Hình thức nó chỉ khoảng 97-98% thôi, có cái ước cũng thể là 95, nhưng là giá chỉ có 2,3 triệu thôi. 64GB rất là mượt, 64GB này, hàng quốc tế nhé. Tất cả những máy của Tùng Anh đều là trắng iCloud nhé, mọi người có thể đăng nhập iCloud vào, mọi người kiểm tra hàng, test hàng rồi sau đó thanh toán. Thì bên cạnh đó là khi mọi người mua hàng bên shop Tùng Anh thì sẽ được tặng sạc cáp này, sạc cáp cường lực ốp lưng miễn phí luôn, và mọi người chỉ cần cọc trước 50,000 đến 300,000 thôi, tùy vào máy. Mà nếu mọi người mua thêm cả tai nghe thì sẽ được giảm giá. Tai nghe iPod bên Tùng Anh đang có giá là 350,000. Đây, mở lên là sẽ kết nối với điện thoại. Thì điện thoại Tùng Anh đang quay đây rồi nên là không thể kết nối cho mọi người xem được.
thì để hôm khác lên video khác thì bọn Tùng Anh sẽ quay cho mọi người xem. Thì như vừa nãy là đã nói đến con 7 Plus này này. Tại vì 7 Plus này là 7 Plus lốc. Cái giá thị trường nếu mà màn zin của nó là hiện tại đang có giá là 3 triệu 750 nghìn. Nhưng mà shop này đang có bỏ lô bảo bán đi ấy. Bán cái màn lô với cái giá chỉ có giá là 3 triệu mốt thôi. Mọi người mua về dùng lướt web xem phim chơi game rất là thoải mái luôn. Tức là chẳng qua là cái màn lô này khi chơi game thì mọi người sẽ thấy là nó không được như mà cái màn zin thôi, chứ còn bình thường thì nó vẫn sử dụng rất là tốt. Mọi người còn khi đặt hàng thì sẽ có nhu cầu mà yêu cầu thay pin ý, thì bên Tùng Anh sẽ thay pin cho mọi người luôn. Thì bên cạnh đấy thì là có những con như con 7G này cũng thế này, giá rất là rẻ luôn, chỉ bằng giá của một con 6S thôi, nhưng mà lại fit full như quốc tế. Mọi người chỉ việc lắp sim mà dùng, lắp sim vào là dùng như quốc tế luôn. Mọi người đặt hàng ủng hộ Tùng Anh thì vào mùa dịch này thì Tùng Anh sẽ để số điện thoại ở trên kênh luôn nhé. Mọi người nếu mà mọi người còn một việc nữa là khi mà Tùng Anh sẽ có giải thưởng theo tuần, theo tháng, theo quý. Thường thường thì Tùng Anh dịch như này thì Tùng Anh chỉ làm những cái giải thưởng theo tháng thôi. Giả sử như một tháng những người mà đã follow và follow kênh của Tùng Anh và mua hàng của Tùng Anh rồi á, thì mọi người thì Tùng Anh sẽ có số thứ tự của những người từ đấy từ 1 cho đến hết tháng, là ví dụ như con số khoảng 30, từ 1 đến 30. Thì xong khi đấy là cuối tháng thì Tùng Anh sẽ có một cái video đấy là sẽ bốc thăm bất kỳ một người nào đấy trong con số 30 đấy để có thể tặng quà cho mọi người. Và quà thì tháng quà đấy thì Tùng Anh sẽ công bố vào ngày quay video đấy sẽ là quà gì nhá. Có thể là một chiếc tai nghe, có thể một chiếc tai nghe như thế này, cũng có thể một chiếc điện thoại như thế này, và cũng có thể là con 5S. Đấy là tháng thôi, tháng thì nó sẽ là nhỏ, chứ chỉ khoảng vài trăm đến 1 triệu chẳng đổ lại thôi. Còn là thưởng quý thì nó sẽ tăng dần, thưởng quý thì là sẽ nhiều người hơn, thế nên là nó sẽ chia được ra là giải nhất, giải nhì, giải ba. Thế nên là mọi người hãy follow kênh của Tùng Anh và bật chuông để thông báo khi nào có giải thưởng nhé. Giải thưởng này hoàn toàn miễn phí, mọi người chỉ việc giải thưởng hoàn toàn là miễn phí, mọi người chỉ việc thanh toán phí vận chuyển thôi. Phí vận chuyển thì nó sẽ được khoảng 35.000 trên toàn quốc thôi, từ 20 đến 35.000 trên toàn quốc. Ở trong nội thành Hà Nội thì sẽ được miễn phí ship nhé. Đấy là miễn phí ship trong nội thành Hà Nội. Nếu mà xa ngoại thành thì mọi người sẽ thanh toán ship, phí ship cho Tùng Anh nhá. Mọi người nếu mà trong nội thành thì không cần phải cọc trước đâu, còn ngoại thành thì nếu mà ship code thì mọi người phải cọc trước cho Tùng Anh giá trị đơn hàng là từ khoảng 50 đến vài trăm nghìn gì đấy, để cho mọi người khi mà mọi người bom hàng cái phí hoàn về nó rất là cao ấy. Nhưng mọi người bên Tùng Anh đã bảo hành cho mọi người là sẽ nhờ bảo hành 1 tháng, cam kết một đổi một trong 1 tháng này. Đấy là những cái dòng máy thấp, ví dụ như 7 Plus trở xuống, còn hơn nữa thì sẽ là 2 đến 3 tháng tùy máy bảo hành và bao test nhé. Mọi người có thể đổi trả tùy ý, nếu mà không ưng ý mọi người kiểm tra máy trước khi thanh toán, Tùng Anh hoàn toàn có thể chấp nhận được, không không vấn đề gì cả. Mọi người có thắc mắc gì có thể liên hệ đến Tùng Anh về máy. Còn video sau thì Tùng Anh sẽ hướng dẫn mọi người cách nhận máy và cách tạo mật khẩu iCloud để tải những ứng dụng về. Ví dụ như mọi người chưa có biết sử dụng iPhone á, nhưng mà rất là muốn dùng mà chưa biết cách sử dụng, thì Tùng Anh sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết hơn. Còn video này Tùng Anh xin tạm dừng tại đây. Và mọi người nhớ đăng ký follow cho Tùng Anh nhé. Mọi người nhớ đến những máy mà Tùng Anh đã có này, những giá Tùng Anh đã đọc rồi,
như đây, 7 Plus màn lô 3,1 triệu này, 7G này, 7G lốc này là 2,350 triệu này, 6S lốc này 1,850 triệu này, 6 Plus này 64GB này là 2,3 triệu này, một con 5C duy nhất còn sót lại, giá trị 350.000. Số điện thoại và địa chỉ là Tùng Anh sẽ để trên video nhé. Còn tại Hà Nội thì mọi người có thể qua xem trực tiếp là 116 Miếu Đầm, ngách 15 nhé. 15 trên 116 Miếu Đầm. Mọi người nhớ chứ, 115 trên 16 Miếu Đầm, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Tùng Anh sẽ hướng dẫn mọi người kỹ hơn về những cái dòng điện thoại khác và những cái chi tiết về cái điện thoại iPhone này hơn, nếu mọi người còn chưa biết sử dụng. Chào mọi người nhé.